Chào quý vị và các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Ba Lượm ở Châu Thành, Tiền Giang để tiếp tục chia sẻ cho quý vị xem thêm một số cây trang đỏ và trang vàng lá nhỏ. Thì quý vị bạn xem và vô anh Ba Lượm nhé. Rồi chào anh Ba Lượm. Chào. Nãy mình có mấy cây trang giao lưu anh? Có 19 cây trang giao lưu với các bạn nha. Rồi cái này mình ship sao anh? Bao ship toàn quốc. Tất cả cây ha. Rồi đầu tiên là cây số 1. Cây số 1. Trang đỏ lá nhỏ. Trang đỏ lá nhỏ nha. Rồi thành thân anh. 17. 17 của anh. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 62. Chiều cao là 62. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang là 59. Tán ngang 59. Đây, đế. Đây, cây này đế dữ lắm nha. Củ 1, củ 1. Đế bự luôn. Rồi, cái số 1 anh giao lưu giá nha. Giá 600. Giá 600 ngàn quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 2. Rồi, thân luôn. Thân 18. 18 quanh. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 70. Chiều cao là 70. Chiều ngang là 65. Tán ngang là 65. Rồi, xoay vòng luôn. Cái bông dữ luôn nha. Tại vì không xài kết bông, cũng vừa thôi. Ai phá gì xài kết bông cho nhiều cũng được. Cái này moi xuống là có đế à? Ừ, có đế nè. Cây nào cũng có moi chút nè, có rễ nè, tại không dám moi nhiều. Đó. Củ này rất bự nha, nè, rễ bự không à. Cây này già cây lắm à. Cái này rất già. Rồi, cái số 2 anh cho lưu giá nhanh. Giá 400. 400 ngàn quý vị ơi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là cây số 3. Mười tám quanh. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 68. Chiều cao là 68. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang là 65. Tán ngang là 65. Giảm không còn giá gì cho cái này không có xài kích bông nhiều nha, nó này bông tự nhiên nó tự ra. Này về ai phái kích bông nhiều kích là cái bề kính bầu của mấy cây này nha là 30 nha. Mày coi bầu bự nên em khỏi lo. Kính rất bự. Nó không mất sức. Rồi, cây số 3 anh cho lưu giá nha. Giá cũng 400. 400 ngàn luôn quý vị ơi. Trang đỏ lá nhỏ. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 4. Đây, cái hoành thân này. 15. 15 cái này có cái củ bự lắm nha. Cái củ đế nè. 27. 57. Rồi, cao luôn. Chiều cao là 65. Chiều cao là 65. Chiều ngang 60. Tán ngang là 60. Đây, cây củ đế rất đẹp nha. Dễ cây nào không có đế, tại cây này già cây lắm. Rồi, cây số 4 anh giao lưu giá nha. Giá cũng 400. 400 ngàn luôn quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 5. Rồi, 15 quanh. 15 quanh. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 75. Chiều cao là 75. Chiều ngang là 60. Tán ngang là 60. Này, cây nào cũng đế dữ đó nha. Cây nào cũng có đế hết. Kể cho anh em coi. Cây này vàng rễ rất mờ mà. Cây này già. Rất già cây luôn. Bông này hơi ít nha, tại không có xài kích bông. Ra bông tự nhiên. Rồi, cây số 5 anh vô lưu giá nhanh. Cũng giá 400. 400 ngàn luôn quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 6. Hoành 20. 20 hoành. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 68. Chiều cao là 68. Chiều ngang 65. Tán ngang là 65. Cây này bông quá chưa? Quá đẹp luôn, tàn thiêu hết nha. Tàn này rất thích rồi. Thấy ba trái cây nè. Muốn quay trên hậu gian.
Rài chín rõ luôn mà giờ không có ai mua hết trơn á. Trả là cha chủ nhà vườn chẳng nó phải mua. Rồi, cây số 6 anh cho lưu giá nha. Giá 400. Giá 400 ngàn quý vị ơi. Cái này bầu nào cũng bự chứ nha, không có bầu nào nhỏ chứ nha. Rồi, được đây, bầu này 32 luôn. 32 ha. Ừ, kính. Này về chồng chồng 4, chồng 5. Rồi, tiếp theo nha. Tiếp theo là cây số 7. Cây số 7. Tiếp theo là cây số 7. Rồi, ăn luôn. Cái này tại chưa mua số đứa cũ hơi bự. 26. 56. 56 hoành. 56. Tại này nó cái cũ làm xích dưới không ngoi được nha. Đo thử một cái hoành thân thôi. Này nhiều thân ha. Cái này, cây này hơi nhiều thân. Cái này 7 hoành đi. 7 hoành. 7 rưỡi được 7 cái 7 thôi. Chiều cao là 80. Chiều cao 80. Chiều ngang 70. Chiều ngang 70. Rồi, xoay vòng luôn. Rồi cái số 7 anh cho lưu giá nha. Giá 400. Giá 400 ngàn quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 8. Rồi, luôn. Củ hoành là 22. Củ hoành 22. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 65. Chiều cao là 65. Chiều ngang 60. Chiều ngang 60. Đây, cụ ghế đây, cây nào có cụ ghế nha. Ghế rất đẹp, nó liền một cụ một. Ghế bự không nha. Rồi, cây số 8 anh cho lưu giá nhanh. Giá 400. 400 ngàn quý vị ơi. Tiếp theo. Tiếp theo là cây số 9. Cây chân vàng nha. Chân vàng quý vị ơi, lá nhỏ. Cây chân vàng lá nhỏ. Rồi, hoàn thân luôn. Đây, hoàn thân đây. Hoàn thân 12. 12 hoàn. Rồi, chiều cao. Chiều cao 73. Chiều cao là 73. Rồi, tán ngang lên. Tán ngang là 60. Tán ngang là 60. Rồi, sang vòng luôn. Chân vàng lá nhỏ nha. Đây, gốc bự. Này thì anh chưa có mồi đấy ha. Chưa mồi là sống tốt không? Một cốt luôn. Một cốt nha. Đây toàn là một cốt. Đây một cốt. Rồi cái số 9 anh giao lưu giá nhanh. Giá 400. Giá 400 ngàn luôn quý vị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Cây số 10. Tiếp theo là cây số 10. Cây vàng lá nhỏ luôn. Một cốt vậy anh? Một cốt luôn ha. Rồi thành thân luôn. Hoành 13. 13 hoành. Rồi cao. Chiều cao 70. Chiều cao là 70. 60. Chiều ngang. Tán ngang là 60. Rồi, xe dòng đi. Này không có xài kích bông, không có nhiều nha. Tự nhiên cho cây không mất sức. Anh em nào về cái gì xài kích bông. Đây cái bầu, bầu này cũng bự chân nha, không phải cái bầu nhỏ thôi nha. Kính bầu đây thì 31, 31. 30, 31. Đồng kính. Rồi cây số 10 anh giao lưu giá nha. Giá cũng 400. Giá 400 ngàn luôn quý vị ơi. Rồi tiếp theo lên. Tiếp theo là cây số 11. Cũng trang vàng lá nhỏ luôn quý vị ơi. Cũng một cốt không nha. Thành thân thì đây. 13 rưỡi tính 13. 13 13 hoành. 13 hoành. Rồi chiều cao lên. Chiều cao là 75. Chiều cao là 75. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang 60. Tán ngang là 60. Cây vàng lá nhỏ nha. Rồi, anh sang vòng luôn. Một cốt nha. Rồi, cây số 11 anh vô lưu giá nhanh. Giá 400. Giá 400 ngàn quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 12. Rồi, hoành thân luôn. Hoành thân 12. 12 hoành. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 72. Chiều cao là 72. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang 60. Tán ngang là 60. Cái này giá cũng tăng không? Một cốt luôn ha. Một cốt không? Tăng rất ngon nha. Cái này bôi xuống dưới có đế nha. Tại vì gãy lông nó tràn lên nhiều mà nó làm đế. Rồi, cây số 12 anh vô lưu giá nhanh. Giá 400. 400 ngàn luôn cái gì ơi. Rồi.
cây số 13. Tiếp theo là cây số 13. 13 cây tập lục bình nha. Lục bình ha. Bình đỏ lá nhỏ gì vậy? Bình đỏ lá nhỏ. Cái này anh thường chậu luôn chưa? Có thường chậu gần 2 năm rồi. 2 năm nha. Gần 2 năm. À, giờ này cũng rồi. Bụi không thấy gốc nha. Cũng đo là cho coi nha. Đó, sơ lược thăm sơ lược thôi. Tham khảo đi. Ở dưới đây thì xịt lại luôn. 90 đi. 90. Trên đây. Cái phần bụng của lục bình là như 136. 136. Chiều cao. Rồi, chiều cao lên. Chiều cao là 1m15. Chiều cao là 1m15. Đèn đỏ lá nhỏ nha. Đèn đỏ lá nhỏ gì ơi. Hình lục bình ha. Cái này về thuốc phân vô là xung lại là bông rất nhiều. Trong đây là bụi ha, bụi không? Trong bụi đó nó cũng một củ mà trồng hơi sâu quá, nhìn thấy nó như bụi vậy đó. Cũng như mấy cây kia một củ à, một củ một. Một cây lên, một cây lên. Tại vì cái này chậu mấy tấc anh? Chậu 6 tấc nha. 6 tấc kìa. 6 tấc miệng. Rồi mình ship là bỏ chậu lại phải không? Ship bỏ chậu lại. Tại vì ship không có này chậu xi măng không ship được nha. Rồi, cây số 13 anh cho lưu giá nhanh. Giá 800. Giá 800 ngàn quý vị ơi. Đèn đỏ lá nhỏ, hình lục bình. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 14. Cũng trang đỏ lá nhỏ luôn quý vị, hình lục bình luôn ha. Cái này với cây đó cũng cặp hay vậy? Cũng một cặp luôn. Cặp ha. Ai muốn chơi một cây chơi một cặp. Rồi. Cây số 13, số 14 một cặp nha. Đây cái này kia tại vì nó bỏ vô được nè. 48. Có một củ màu à. Này tốt có bự nè. Cũng giống vậy phải không? Giống vậy này, cái củ thân này. Cái hoành thân nó khoảng 10 13 14 nha. Đây là cái hoành thân này. Bự ha. Hoành thân nó khoảng 13 14 vậy. Đó, bự hơn tại cái nhiều lắm. Đây là hoành thân ở đây. Rất bự, cây nào cũng vậy. Đó. Cái bụng luôn. Nó 90 nha, hai cái. Cũng là 132. 132. Rồi, chiều cao lên. Chiều cao cũng 1m15. Chiều cao là 1m15. Rồi, sang vòng luôn. Đây, cốt rất bự nha. Nè, đặt rồi. Rồi, cây số 14 anh vô lưu giá nhanh. Giá 800. Giá 800 ngàn luôn quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Tới cây số 15. Tiếp theo là cây số 15. Rồi. Đây cũng là trang làm lục bình đơn giản nha. Đơn giản cái nhỏ ha. Cũng lục bình luôn quý vị. Đây đây cái hoành thân ở đây cho gì coi. Đây cái thân. Đo luôn. Đo luôn anh. Hơi chật quá. Này đo lên khúc nhỏ luôn á. Trên này ha. Khúc trên luôn. 10, 9 rưỡi. 10, 9 rưỡi nha. Cho 9 rưỡi đi. Trang vàng lá nhỏ rồi, phần bụng với chiều cao. Phần bụng là 124. Rồi, chiều cao lên. Là 1m10. Chiều cao là 1m10. Cái này về sạc kích bông vô là sạc thuốc bông kích bông vô là bông rất nhiều. Đặt rồi. Đây, rồi cái này anh cho lưu giá nhanh. Cây số 15 lưu giá 800 luôn. Giá 800 ngàn luôn quý vị ơi. Cây số 16. Rồi, tiếp theo là cây số 16.
Đây cũng một cốt này. Nó cũng cốt không nha. Đó. Cốt rất bự. Đó. Rồi đo quanh bụng luôn. Một trăm hai mươi hai. 122. Rồi chiều cao lên. Chiều cao là 1m5. Chiều cao là 1m5. Bạn bị qua hư rồi, quý vị thông cảm nha. Wow. Mình dòng cho bị xem. Rồi cái số 16 anh Zalo giá nhanh. Giá 800 ngàn luôn quý vị ơi. Hình lục bình ha, trang đỏ, trang vàng lá nhỏ. Cây số 17. Tiếp theo là cây số 17. Cây phôi nha. Cây phôi ha. Cây phôi này phôi trang đỏ, lá nhỏ. Trang đỏ, lá nhỏ. Trang đỏ, lá nhỏ nha. Đây, cái qua thần thân trước đi thôi, cái cũ nha. Ở trên đây thì... cái hoành thân cho chỗ nhỏ nhất đây là 16. 16, rồi cái cũ luôn. Cái cũ đế. Chỗ cái cũ nhỏ là cái cũ này, chỗ này đây. Cũ hoành đây. Xếp rồi đây. Rồi, 27. Cũ hoành là 27. Rồi. Chiều cao lên. Chiều cao là 39. Chiều cao là 39. Cái bộ ngang là 31 nha. 31. Đây. Rồi. Đây bộ đế đây. Xây dòng đế. Cái này bông sai nha, về để chậu. Cây này bao sống anh em luôn. Rồi, cây số 17 anh Zalo giá nhanh. Cây số 17 Zalo giá 800. Giá 800 ngàn quý vị ơi. Đây đế đây nha, dễ rất bự. Thân rất bự. Rồi nó lên lên. Cái này về mua cái chậu hột xoài để vô. Ăn cơm đấy. Cái này đừng có sai, bao sống rồi. Sao sao lên. Rồi, tiếp theo. Nó ăn bỏ ăn cơm sao vậy? Cây số 18. Tiếp theo là cây số 18. Đúng rồi, cái phôi trang đỏ lá nhỏ. Trang đỏ lá nhỏ luôn ha. Trang đỏ lá nhỏ. Rồi. Đây, phôi cũ cho nhỏ nhất đi. Còn cái đây thì 20. 20. Cũ đế đi. Cũ đế. Khoảng 39. 39. Chiều cao. Chiều cao là 26. Chiều cao là 26. Cái bầu ngang là 29. Kính màu đất là 29. Rồi xây dòng này. Bộ đế đây. Đây gấp đặt nha. Đo thử một thân cho quý vị coi nha. Để tham khảo. Thân này là 11. 11. 11 nha. Hết lóc luôn. Cổ dư luôn. Có hơn ha. Cây này cũng là cây bonsai. Cây này kéo nhựa nè. Cây nào cũng kéo nhựa. Mạnh cây ha. Mạnh cây. Cây này bao sống gì luôn. Rồi cái số 18 anh Zalo giá nhanh. Giá 600. Giá 600 ngàn. Trang đỏ lá nhỏ nha. Rồi tiếp theo anh. Cây số 19. Đây là cây số 19. Cây này là cây trang vàng, cây coi luôn. Coi trang vàng ha. Lá nhỏ. Coi vô chậu. Cây số 19. Cũng lá nhỏ. Cũ rất lớn luôn. Cũng quanh 25. Cũng quanh 25. Cho thử cái thân luôn. Thân bự bên giữa. Thân bự bên giữa. 13. Rồi, chiều cao lên. Chiều cao là 22. Chiều cao 22. Bầu ngang là 21. Bầu ngang 21. Đây có nè. Mấy cái bọc ngang nè. Vậy, bọc ngang có chứ. Cây này cũ gấp nở. Cây này cũng bao sống như vậy nha. Cây này rất mạnh. Đây mới vô chậu. Rồi, cây số 19 anh Zalo giá nhanh. Giá 600. Giá 600 ngàn quý vị ơi. Rồi. Okay. Okay. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu mua vàng thì ngày số của anh Lượm mình để phần tài liệu video, quý vị vào xem và liên hệ anh Ba Lượm để thảo luận vô luôn nhé. Rồi video mình cũng tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.